của cô ơi. Mẹ bây giờ vừa mới người ta không xong thì đi anh. Bây giờ chẳng lẽ bây giờ mấy anh em mẹ sang nó phải lo trận. Thôi anh ạ, bây giờ anh nghỉ ngơi đi đã. Anh dưỡng thương đi đừng là đấy. Bọn em để bọn em lo. Rồi bao giờ anh khỏe nó mới sẽ tìm nó sau. Còn tao nói thật mày luôn này, đợi tao khỏe nhá thì chúng mày xác định đi. Tao thật luôn Dũng ạ. Đợi tao khỏe, tao bình phục lại ấy, thì tao sang nhà mày ấy, tao thế mày luôn, tao cho nhà mày ăn mấy chai bia luôn. Còn là mày gây ra cho tao như thế này ấy, thì tao gây ra cho mày gấp 10 lần. Tao nó khẳng định mày luôn. Còn là tao chơi với mày, thích chơi kiểu gì cũng được. Còn là anh em tao ấy, chơi là chơi con thử, không việc gì phải kể để làm gì cả, không việc gì phải khoe cho ai, được chưa? Bố mẹ tao không biết, bố mẹ mày cũng không biết, thích thì gặp nhau, được chưa? Còn là tao đang đầu tao như này là đấy. Chúng mày cứ thoải mái đi, chúng mày cứ cười đi. Rồi tao xem là chúng mày có cười được mãi không, hay là đến lúc mà cười ra tao bẻ luôn cái răng chúng mày. À, chúng mày hôm qua chúng mày gặp tao ấy. Thế anh Kiên thì đi viện sao rồi? Tao cũng chưa biết được, thế anh Béo đưa anh Kiên đi viện mà. Sao mày không lên cùng để xem tình hình anh sao? Về nhà đi không ai trông, sợ chúng nó sang phá luôn. Bây giờ con Béo đi rồi, giờ xem giờ anh Kiên chưa về, không biết bao nhiêu tình sao lâu nữa nhở? Gọi điện mình không nghe. Thằng hai là máy thanh điên ở trên điện quên không mang sạc rồi. Mình không biết tình hình như thế nào, nó không biết bây giờ sao, không gọi không nghe. Gà cửa quay trông. Anh, anh cứ trông anh. Ôi trời ơi. Mẹ bây giờ vừa mới người ta khâu xong thì đi anh. Khâu 5 mũi. 5 mũi hả? Cái gì? Bây giờ vừa mới khâu xong người ta bảo mất nhiều máu kháng. Anh uống không ạ? Anh không uống đâu, đang mệt đấy. Xem là tí xem đi nấu đồ ăn cho anh Kiên ăn đi. Lên đấy người ta bảo là mất nhiều máu quá và lên đấy mà lên kịp đấy. May có thằng Béo đi nhanh nên là trở lên kịp, chứ còn lúc đấy là mà đi lâu một tí là mất nhiều máu là nguy hiểm đấy. Mẹ em một chỗ là cay rồi đấy. Bây giờ anh cũng cay chứ, bây giờ bọn em cũng cay chứ, anh cũng cay này. À em giải bức xúc. Em gọi điện thì anh không nghe máy. Đang ở trong bệnh viện làm thủ tục, có nghe ở đâu? Béo không có cái điện thoại bên trong mình không nghe. Béo em vừa buồn ở nhà lo lắm, thì hôm qua em giờ gọi không nghe máy. Em đi thì sợ của nó đến nó phá nhà mình. Em sấy hết cả mặt luôn, sưng cả mặt luôn. Sưng vú lên kia. Còn đằng sau này thì nó đập chai bia vào đằng sau. Rách to. Rách to. Qua em rách to mà. Máu chảy ra. Thì ở nhà thì mẹ biết chuyện này không? Mẹ không biết, bọn em giấu. Nhưng mẹ biết thì mẹ lại lo lắng. Đừng cho mẹ biết, bây giờ mẹ mà biết chuyện này mẹ lại lo đấy, mẹ có tuổi rồi. Người lớn người ta suy nghĩ. Nhưng mà tí về mẹ thì đúng cái bảo của gì? Thôi kệ, để bảo anh ngã xe là làm sao chuột chân ngã thôi, chứ đừng bảo là đừng cho Dũng nó đánh hay là bọn kia nó xích mích gì cả. Vâng, thì tí về người ấy chứ không, bây giờ mẹ nó nghe nói mẹ lo lắng. Anh đã ăn uống gì chưa? Chưa, anh ăn uống gì đâu, thì Béo trở về đây luôn mà. Vào anh nghỉ đi để tí nước em nấu cơm cho anh ăn. Để bọn em đi ấy xem là nấu đồ ăn cứ cho anh ăn. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, bây giờ đang bị thương thế này. Anh cứ vào anh nghỉ ngơi giữ thương đi. May có thằng Béo chở anh đi không? Không biết tình thế nào. Biết anh Kiên lên bác sĩ bảo sao em? Thì anh kia bác sĩ cho thuốc ăn kiêng phải uống. Chỉ uống thuốc kiêng mà không phải kiêng cứ gì không hả? Thì nó không phải kiêng gì đâu. Bởi vì người ta khâu vào chẳng, người ta bảo chỉ có kiêng kiêng đồ ăn nó nồi thôi. Cái cả là tranh bắt đặt ở đây thôi. Bây giờ anh thấy bác sĩ bảo thế rồi. Kiêng cứ đi. Nhưng bây giờ này anh đang cay vào này. Mà còn biết anh cay rồi, bây giờ anh cần cay rồi. Nhưng bây giờ anh nhiều rồi. Thì bên phía em nóng hơn cho anh cái bao nhiêu? Nhiều không chắc? Nhiều rồi. Tầm bao nhiêu thì anh có thể gửi cho. Ở đấy thì anh gửi xong rồi. Thế thì em gửi rồi. Ở đấy thì anh để anh gửi. Thôi rồi, em cũng giúp anh rồi. Không, một lần bọn em cứ anh đưa lên viện rồi. Thôi anh thì cái tiền cái gì ra cái đấy bọn em cho anh thì anh thì là ra cho, còn là cho anh mượn ra mượn cái gì cái đấy gia đình của anh phải lo. Bây giờ thường mọi chuyện như thế thì anh cảm ơn tất cả anh em đã giúp anh, thì còn tiền nong thì nó phải sòng phẳng anh em cái gì thế. Thằng Béo nó cũng khi từ Hà Nội về cũng là nó chưa anh lên nhận giá, nó cũng có nó thì chứ không mất máu nhiều, anh cũng đáng ấy. May cảm ơn Béo này, cô Béo đi. Hôm qua là biết đấy, mày không ở nhà, bốn anh em anh, ba anh em anh xa, anh em mà nó ngoài đường, nó chặn anh, nó còn cái bia nó đảo đầu anh luôn. Nó đã ăn luôn. Đã đầu anh luôn, xong bắt đầu là cái chỉ tim nó đập ra, nó sẽ vào má, như là chân anh thì anh chạy xong bắt đầu nó dẫm vào phải rách ấy, rách làm tí. Nhưng
bây giờ chẳng lẽ bây giờ mấy anh em mình ở sang nó phải lo trận. Thôi anh ơi, anh nghỉ ngơi đi đã. Anh Dĩnh Phương đi đồng lời đấy. Bọn em để bọn em lo. Rồi bao giờ anh khỏe nó sẽ tìm nó sau. Còn tao nói thật mày luôn này, đợi tao khỏe nhá thì chúng mày xác định đi. Tao thật luôn Dũng ạ. À. Đợi tao khỏe, tao bình phục lại ấy, thì tao sang nhà mày ấy, tao thế mày luôn, tao cho nhà mày ăn mấy chai bia luôn. Còn là mày gây ra cho tao như thế này ấy, thì tao gây ra cho mày gấp 10 lần. Tao nó khẳng định mày luôn. Còn là tao chơi với mày, thích chơi kiểu gì cũng được. Còn là anh em tao ấy, chơi là chơi con thử, không việc gì phải kể để làm gì cả, không việc gì phải khoe cho ai, được chưa? Bố mẹ tao không biết, bố mẹ mày cũng không biết, thích thì gặp nhau, được chưa? Còn là tao đang đầu tao như này này đấy. Chúng mày cứ thoải mái đi, chúng mày cứ cười đi. Rồi tao xem là chúng mày có cười được mãi không, hay là đến lúc mà cười tao bẻ luôn cái răng chúng mày. À, chúng mày hôm qua chúng mày gặp tao ấy, thì qua là tao không mang theo cái gì thôi, nó thật mày luôn thế. Rồi anh mà nghỉ đi rồi. Thế anh cay rồi đúng không? Rồi, bọn nó không yên được với vợ anh là mình đâu. Thế mày luôn đúng không ạ? Lành gia đình nhà mày luôn. Không bao giờ yên ổn được đâu. Mày đợi anh kiên khỏi đi nhá. Tao mà khỏi chúng mày á, sẽ biết là anh em tao như thế nào. Anh em tao cũng trả thù gấp đôi, gấp 10 lần như thế này chứ không phải như thế này đâu. Mày làm anh tao như thế này ấy, thì bọn tao không bao giờ để yên đâu, bọn tao điên lắm rồi. Đấy, mày... cầm bia đập đầu anh em mũi thì ít nhất thì chúng mày cũng phải không biết bao nhiêu lần, tao cho mày rách cái đầu luôn. Nhà mày ấy thì cùng lắm là cho mày năm chai vào trong nhà thôi. Còn này mày biết là anh em tao sống như nào rồi. Chả bao giờ sống lỗi gì với mày luôn, nhưng mà mày đang sống lỗi với tao đúng không ạ? Mày đang sống rất là đều với tao đấy. Và tất cả anh em ở đây đều là anh em đã từng giúp mày. Đấy, bao nhiêu sự việc rồi. Đều cứu mang mày, giúp đỡ mày, nhưng bây giờ mày phản anh em tao rồi đúng. Từ cái lúc của mày ra ngoài này, anh em tao giúp mày rất là nhiều. Trong khi đó này mày ấy đối xử với anh em tao như nào? Tôi anh ấy theo nghỉ đi. Còn cái chuyện này anh em không để yên được đâu. Anh nghỉ ngơi đi cho khỏe lại. Dưỡng thương đi. Đấy khỏe cái là anh cần tiền chiến nó luôn, không phải sợ gì hết. Dạ anh đừng suy nghĩ nhiều, anh cần suy nghĩ nhiều, cần đau đầu. Đau đầu bây giờ đang chóng mặt, đau đầu thiếu nhiều máu. Bây giờ anh chỉ nghỉ ngơi dưỡng thương đi đã. Đúng rồi. Biết là bây giờ anh đang trong người rất là vực. Bây giờ anh phải ấy phải dưỡng thương, không càng ngày càng lặng nữa đấy. Càng ngày càng lặng làm gì được. Bây giờ anh cứ khỏe anh em mày để cho cái thằng mẹ nó mẹ gì kém tuổi nó đánh xong bắt đầu mấy thằng chuyển cho nó đánh máu nó ra chưa thì... cay nó cay thôi giờ anh nghỉ đi nhưng mà máu nó ra nằm nghỉ ngơi đi cho nó khỏe ra mấy anh em xong một lát nữa nó cơm cho anh cơm cho anh vào nhà anh em nghỉ đấy. Cảm ơn béo nhá, may là có béo chứ không là không anh em nghỉ đi Dũng ạ. Nhá tao nói cho mày biết này, mày làm anh tao như thế này ấy, thì bọn tao không bao giờ để yên cho mày đâu Dũng ạ. Tao sẽ tìm mọi cách ý, tao xử lý nhà mày luôn ấy. Chứ mày lừa tiền nhà tao xong lấy cả ô tô của anh Kiên nhá. Cái tội của mày ấy, thì bọn tao không bao giờ tao để yên cho mày đâu Dũng ạ. Cả nhà mày đéo bao giờ yên ổn, bọn tao đéo yên ổn đâu. Nó còn chưa trả tiền nhá, xong nó lừa lấy ô tô về cho chị đâu nhá. Cả tiền cả ô tô nữa. Còn nói loại mày ấy, mày yên tâm đi, bọn tao ấy chứ không bao giờ để yên cho mày đâu. Không sớm thì muộn, tao đá mặt mình luôn, đá thẳng mặt mình luôn, cả thằng lồn quan nữa. Chúng mày làm anh tao như thế này thì chúng mày xác định với tao rồi. Đợi anh tao khỏe lại xem. Anh em tao không phải đứng đây mà tao mõm đâu. Anh em tao nói ra đây thì anh em tao làm, chứ anh em tao mua nói ra mọi người lại bỏ mõm. Nhưng mà yên tâm đi, rồi mình sẽ cho mọi người biết là mình xử lý nó như nào, anh Kiên xử lý nó như nào. Không bao giờ để yên được cho nó đâu. Mày cứ đợi đấy. Ấy bây giờ xem là anh em đi chợ mua đồ, mua xương người nấu cháo cho anh Kiên ăn. Đấy béo xem ở nhà cho chăm Kiên đi. Để anh nhà chợ mua đồ nấu cơm. Để anh đi chợ mua đồ nấu cơm, nấu cháo cho anh Kiên ăn. Anh Kiên ăn gì đâu, tưởng quen giờ. Đi ra chợ cho mua đồ ăn không. Đấy bây giờ anh em xem đi chợ mua đồ nấu ăn, về nấu cháo cho anh Kiên. Hôm qua là anh Kiên đã ăn gì đâu. Đấy, may hôm qua là có béo nó chở anh Kiên. Cái gì? Cái trái này. Hả? Bị cẩn thận này, bị cẩn thận lắm. Ờ anh cẩn thận mà. Anh để mấy cái phương tiện trong đây rồi. Yên tâm hàng anh để trong... Ê em yên tâm đi. Bây giờ bọn anh đi lúc nào cũng phải cẩn thận rồi. Dù cái điện anh bây giờ anh chưa hẳn dù cái điện vơ. Cả thằng nào anh dí luôn, ngất luôn. Chứ giờ mấy con chó nó gì? Bọn anh đem đồ thì được. Chứ bọn anh đem đồ là bọn nó cắn liền à. Anh biết mà. Đấy anh sợ mấy con chó nó cắn nén đi. Nó đi đâu cần em anh em. Trong cốt cũng là anh để đồ sẵn rồi. Trong người nó là phải... Bây giờ anh em đi đâu?
không phải có đồ, phải đi theo anh em, phải có hài trong người chứ. Không phải chúng nó thịt ngay. Đi được chỗ đi đâu cũng có gặp đâu ạ, chỉ đấy. May hôm qua có thằng béo nó đi từ Hà Nội lúc Phi về chở anh Kiên mình đi. Đúng kịp lúc luôn. Tại vì là anh em đi không được, nhà cửa vứt không, chúng nó sang nó phá phách cái thứ. Nó ấy mẹ mình thì mình không yên tâm nên mình ở nhà. Mấy anh em ở nhà xem tình hình thế nào. Đấy. Còn bây giờ anh em xem là đi chợ mua đồ. Chứ Dung ạ, mày yên tâm đi nhá. Anh Kiên ta bị ở đây thì mày nhưng mày không bị chân thì cũng bị tay. Một là lìa luôn, kể cả đầu mày luôn ý. Nó trước của mày biết, đi anh em đi. Chợ